Chào mừng tất cả mọi người đã đến với tập đầu tiên của series The IELTS Talk, nơi mà Bách mời lên những chuyên gia về IELTS, những người giỏi về IELTS và hiểu về IELTS. Và trong tập đầu tiên này, Bách có mời đến đây một trainer vô cùng xinh đẹp và giàu kinh nghiệm tới từ IELTS Fighter. Và người đấy là... Xin chào tất cả mọi người, mình là Miss Mai Phương, vừa là trainer vừa là giáo viên của hệ thống IELTS Fighter. Và hôm nay thì mình rất là vui và vinh dự được đồng hành cùng với Bách cũng như là sông đất số đầu tiên của IELTS Talk ngày hôm nay. Và Miss Phương ơi, khi đến với series này thì mỗi cái khách mời trong mỗi tập sẽ phải tham gia một thử thách. Thử thách đó là gì? Tức là thử thách đó sẽ là Miss sẽ phải đặt một cái câu sử dụng tên của Miss cùng với cả một cái kỹ năng của IELTS hoặc là IELTS nói chung. Ok, tên tiếng Anh đúng không? Tên tiếng Việt. Tên tiếng Việt à? Mình rất thành thạo các phương pháp cũng như là các cái định hướng để có thể đạt chinh phục được IELTS speaking, writing và hai kỹ năng còn lại là reading và listening. Ok, tức là một trainer vô cùng thông minh đúng không mọi người? Tức là Miss đã dùng từ phương và áp dụng nó trong từ phương pháp học IELTS đúng không Miss? Và yes, và cảm ơn Miss đã tham gia thử thách ngay đầu tiên của IELTS Talk ngày hôm nay. Và Miss Phương ơi, cái lý do mà Bách mời Phương sông đất cho The IELTS Talk ngày hôm nay đó chính là Bách được biết là tháng 3, 2023 thì IELTS Fighter sẽ cho ra mắt một sản phẩm, đó chính là khóa học Intensive, hai kỹ năng chuyên sâu đó là Speaking và Writing, với đầu ra là 6.5 và một khóa với đầu ra là 5.5. Và Phương vừa là một trainer giàu kinh nghiệm và là một người hiểu rõ nhất về hai cái khóa học Intensive 6.5 và 5.5 này. Và đó là lý do tại sao Bách mời Phương sông đất cho The IELTS Talk ngày hôm nay. Và điều đầu tiên Bách tò mò, và anh cũng rất là quan tâm, đó là lý do tại sao mà khóa Intensive này lại ra đời với Miss Phương. Như Bách và mọi người cũng biết ý, thì Speaking và Writing nó là hai cái kỹ năng mà khó nhằn nhất, đúng không nào? Đấy, trong IELTS, đặc biệt là với những cái bạn mà đang muốn đạt band cao hơn. Đó, thì bản thân nếu mà thực tế chúng ta thấy nhá, thì các bạn mà đi nộp đơn xin việc ấy, đó thì các đơn vị tuyển dụng người ta sẽ thường yêu cầu đòi hỏi là IELTS 8.0 mà không kỹ năng nào dưới 7, đúng không nào? Đó, thế thì mình xuất phát từ cái nhu cầu học của người học ấy, đó là các bạn ý đã giỏi về listening và reading rồi, bởi vì đấy là hai cái kỹ năng mà chúng ta sẽ có thể tự học được đấy. Ngoài ra thì đấy cũng là hai cái kỹ năng nó rất là dễ để lên men. Thế còn speaking và writing thì sẽ là hai cái kỹ năng khó hơn, mà nó đòi hỏi thứ nhất là cái tư duy, thứ hai là cái cách hành văn và cách mà chúng ta phát triển ý. Đó, thì những cái điều đó không phải là ai chúng ta cũng có thể tự học được, đúng không? Mà chúng ta cần một người đồng hành, một người mà kiểu như là phải đẩy chúng ta, phải gọi là kèm cặp chúng ta đó liên tục. Đó. Thì xuất phát từ cái việc đó thì từ cái nỗi đau trăn trở của người học và thì IELTS Fighter đã ra mắt khóa học mới, đó chính là Intensive Speaking and Writing. Đối với khóa Intensive 6.5 ấy, thì các bạn cần phải đặt đầu vào tối thiểu là 5.5 đến 6.0. Còn khóa Intensive 5.5 ấy, thì các bạn sẽ cần phải đặt tối thiểu cho cô là ít nhất là 4.5 đến 5.0. Tức là cái những điểm mà tối thiểu này là overall hay là điểm speaking hay writing thôi? Chính xác là overall. Đó. Bởi vì thường ấy, thì các bạn cũng sẽ không bị lệch quá nhiều đâu. Nói chung là hai cái khóa học này sẽ rất là phù hợp với những bạn mà chúng ta đã có nền tảng về kiến thức về ngữ pháp này, từ vựng này và phát âm rồi, và các bạn đã hiểu về cái đề thi IELTS như thế nào rồi và đang mong muốn là chúng ta sẽ tăng tốc để chúng ta có thể cán đích sớm. Bởi vì như Bách biết là thời điểm tháng 3 này và các tháng sắp tới sẽ là thời điểm mà chúng ta sẽ tuyển trung phổ thông, sẽ tuyển chuẩn bị thi đại học, và một số bạn thì có thể là nộp hồ sơ đi du học nữa. Thế cho nên là bản thân mình nghĩ nhá, hai cái khóa này nó sẽ intensive mà mang tính kiểu gọi là học cường mạnh độ cao. Cường độ cao, đúng không? Đấy, thế thì đương nhiên là sẽ cán đích thật là nhanh, sẽ đạt được cái aim của mình mong muốn thật là nhanh. Và đấy là lý do tại sao khóa học này ra đời. Còn bây giờ Bách tò mò rằng là trong khóa học này thì các bạn học viên và các bạn học sinh sẽ nhận được những cái gì từ cái khóa học Intensive này, và nó khác gì so với những cái khóa học đang hiện hữu tại IELTS Fighter? Như là Bách biết ấy, thì reading và listening là hai cái kỹ năng mà người học có thể tự học được, đúng không? Nói thế không có nghĩa là writing thì mình không thể tự học được, đúng không? Tuy nhiên ấy, writing đặc biệt theo kinh nghiệm chinh chiến IELTS cũng như là kinh nghiệm mà giảng dạy IELTS của Phương ấy, thì Phương thấy là
các bạn đặc biệt cần một người đồng hành. Người đồng hành ở đây tức là gì? Các giáo viên, các cái thầy cô giáo có thể đồng hành để chấm chữa cùng với mình những cái nội dung mà mình đã viết ra, những cái outline, những cái bố cục mà mình muốn xây dựng cho cái bài bài viết của mình. Đó, ngoài ra nhá thì cái đặc điểm của intensive 6.5 và 5.5 ấy, nó có một cái điểm hay, đó chính là chấm chữa 1:1 thì các bạn ấy sẽ đạt được lợi ích nhiều hơn từ giáo viên, ví dụ như là được nâng cấp nhiều hơn từ vựng này. Đó, ví dụ trong cùng một cái ngữ cảnh của cái bài viết của bạn ấy như vậy thì giáo viên sẽ cung cấp cho bạn ấy từ vựng để có thể sử dụng cho bài của bạn ấy, chứ chúng ta không phải đi lấy từ một bài khác mà giáo viên đang chữa ở trên lớp. Đó, thì đó là điểm rất là hay. Tức là nó sẽ được thiết kế mang tính cá nhân Mang hóa tính cá nhân hóa. dành cho những cái người học, Chính và xác. đó là lý do tại sao chúng ta nên tham dự cái khóa internship này, đúng không Miss? Đúng rồi. Vậy còn cái điểm gì đặc biệt hơn nữa ở trong khóa internship mà Miss muốn chia sẻ tất cả mọi người không? Thế thì đặc điểm của intensive, hai cái khóa intensive ấy, nó sẽ thúc đẩy cho các bạn được học 1:1, tức là các bạn cũng sẽ được customize câu trả lời của mình dựa theo cái ý của mình, tức là giáo viên sẽ khơi gợi kiến thức để các bạn có thể nâng cao cái câu trả lời của mình lên đó, mà chúng ta không cần phải dựa vào bất kỳ một câu chuyện của ai cả đó. Và bác để ý xem, nếu như mà chúng ta cứ học theo sample nhá, đó, hoặc là chúng ta cứ học theo những cái từ vựng hay là những cấu trúc mà giáo viên ngày hôm nay đưa chúng ta về câu chuyện của chính họ, hoặc là câu chuyện của một người nào đó mà đã được điểm cao đi đó, thì liệu sau này khi mà đi thi xong mình đạt được êm rồi thì mình còn nói được không? Tức là có cái mục tiêu mà một cái đầu ra Đúng nữa rồi. của khóa này, tức là ngoài việc đạt được band điểm mà mình mong muốn thì sau cái khóa internship này các bạn có thể nâng cao được cái khả năng Giao giao tiếp. tiếp đúng không ạ? Tức là cái speaking đời thường các bạn cũng sẽ tăng lên, và đó cũng là cái mục tiêu cao cả nhất của Airsway. Các anh nghĩ là như vậy, đó là cuối cùng thì cái người học sẽ là sao ạ? Thụ đắc. Giao tiếp được đúng không ạ? Và sử dụng cái tiếng Anh một cách thuần 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 nhuần nhuyễn, Thuần thục thành nhá. thạo, thuần thục nhất đúng không Mix? Yes, chính xác. 6.5 và 5.5 nó còn có một điểm nổi trội nữa, đó chính là mô hình lớp học đảo ngược ở Flipped Classroom. Thì không biết là Bách có biết cái cụm từ này như nào nhỉ? Thì thật ra là nghĩa đen nhé, thì flip có nghĩa là đảo ngược đúng không, xáo trộn lại. Thì theo anh nghĩ là cái vai trò của người học, vai trò của học viên sẽ trở thành giáo viên và giáo viên trở thành học viên, có đúng không? Cũng một phần đúng đấy. Tuy nhiên thì với IELTS Spider, cái mô hình lớp học đảo ngược này đã được áp dụng toàn bộ ở trên thế giới rồi nhá, chứ không phải là chỉ có IELTS Spider. Tuy nhiên cái điểm nổi trội ở đây đó chính là khi mà các bạn đến lớp, trước khi các bạn đến lớp thì các bạn sẽ cần phải viết intro này, viết overview ở nhà trước, bởi vì những cái đó là những cái chúng ta có thể paraphrase được, đúng không? Đó, thế còn body 1 hay là body 2, những cái body paragraph hay là những cái ideas cho task 2 thì chúng ta sẽ được lên lớp, sẽ được giáo viên chúng ta gợi ý outline, sắp xếp thế nào để các outline đó trở nên logic, đó, để nó có cái tính mạch lạc trôi chảy đó và thuyết phục người đọc. Đúng. Và về nhà thì các bạn sẽ được viết lại một bài hoàn chỉnh và viết thêm một bài nữa để có thể luyện tập thêm về đúng cái mà các bạn ấy đã được viết ngày hôm nay. Đó. Thì mình đánh giá là cái kiến thức khi mà chúng ta di đi di lại như vậy thì nó sẽ hiệu quả hơn và mang tính cá nhân hơn, cũng như là cái cường độ luyện tập nó cao hơn. Đó. Thì đương nhiên các bạn sẽ đạt được cái êm nhanh hơn. Thế nếu mà chuẩn bị trước ở bài nhà ấy thì là mình sẽ chuẩn bị trước như thế nào? Tức là mình lại thầy cô gửi bài hay có cái phương pháp gì để có thể chuẩn bị trước bài tập như thế không? Ok, nhiều bạn thì không chủ động, thực sự là không chủ động đọc trước. Ví dụ mình bảo là các con về nhà đọc bài này đi nhé, nhưng mà sẽ không bao giờ đọc đâu. Đó, hay là chúng ta không biết làm thế nào chúng ta nộp những cái bài speaking và writing của chúng ta, bởi vì là Bách biết là bây giờ chẳng nhẽ đến nhà cô để nộp à? Đúng rồi. Đó. Đấy, thế thì IELTS Spider có một cái hệ sinh thái vạn năng, chúng ta gọi nó là IMAP Educare. Thì ở trên cái hệ sinh thái này chúng ta có các cái lesson preparation, những cái công thức đã chuẩn bị cho các bạn ở nhà trước, những cái vocab của ngày hôm đó, collocation của bài hôm đó. Đó, và đặc biệt là cái hòm bài tập để các bạn có thể drop cái bài tập của các bạn lên đấy, và sau đó là giáo viên của mình lại cũng sẽ có một cái app như vậy đó để chấm và chữa ngay được, ngay trực tiếp ở trên đó luôn, rất thì vào comment rất là đó. vạn năng, đúng như cái tên của chiếc app đấy, Yes, IMAP Educare. yes. Và đó cũng là lý do tại sao mà Bách rất là muốn mời Phương lên đây trong cái buổi đầu tiên của IELTS Talk, để tất cả mọi người hình dung ra được lý do tại sao chúng ta cần cái khóa học này, lý do tại sao khóa học này ra đời, các cái phương pháp, các cái mô hình học trong cái khóa học này,
và đặc biệt là chúng ta sẽ đạt được gì khi mà chúng ta tham gia vào Intensive 5.5 và 6.5 này. Và cảm ơn Miss Phương đã tham dự tập đầu tiên của The IELTS Talk ngày hôm nay. Và bác hy vọng rằng là với những cái chia sẻ của Miss Phương thì tất cả các bạn học viên, các bạn học sinh đang thắc mắc và đang tò mò về khóa Intensive 5.5 và 6.5 sẽ đều tìm ra cho mình cái câu trả lời và sẽ đều đạt được cái mục tiêu và cái bên điểm mình mong muốn thông qua khóa Intensive này. Cảm ơn bác và cảm ơn chương trình The IELTS Talk ngày hôm nay đã mời Phương đến đây để có thể có những chia sẻ và những cái trăn trở của mình. Phương hy vọng rằng chúng ta sẽ có thể đạt được cái bên điểm mà chúng ta mong muốn, đặc biệt là qua kỹ năng speaking và writing với khóa Intensive 6.5 và 5.5. Và xa hơn nữa, cao hơn nữa, có thể là tự tin để có thể giao tiếp tiếng Anh, chinh phục tiếng Anh để phục vụ cho những cái mục đích công việc cũng như là học tập của mình nhé. Cảm ơn Miss Phương rất là nhiều và hẹn gặp lại tất cả mọi người tại những tập tiếp theo của The IELTS Talk. See you. See you. IELTS Fighter, vì 1 triệu người Việt đạt 6.5 IELTS.